Hi, Vinh xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Vinh nha. Hôm nay thì Vinh đi tới đây cả ngày thì Vinh lại gặp được một cái cây trái rất là lạ và đẹp lắm cả nhà. Bây giờ Vinh sẽ quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cho vui nha. Đây, Vinh sẽ quay lại cam sau đây. Thì đây cả nhà. Đây. Ra xa Vinh quay lại. Đó. Nhìn cái cây trái rất đẹp luôn. Chùm chùm luôn. Đây, chùm đẹp luôn này cả nhà. Vinh đi rừng này cả nhà, thấy cái gì hay và đẹp là Vinh quay lại cho chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cho vui. Nó chùm này cả nhà. Không biết trái gì nhưng mà cứ thấy đẹp là Vinh quay lại. Đây. Từng chùm luôn. Xanh bóng đẹp. Trên đây nữa cả nhà. Đó. Trời luôn. Ổ kiến rồi. Đây ổ kiến. Dĩ dàng. Chụp chụp luôn. Đây là. Rất đẹp các bạn. Ngoài dưới này nữa này. Trái rừng lạ mà đẹp quá cả nhà ơi. Đây đây. Ba trên. Xuống này. Đó. Trời ơi. Đẹp. Chùm các bạn. Đây là hoa cỏ ke. Đó. Rất đẹp luôn. Thế này mà biết ăn được thì ngon này nè. Nhưng mà chưa chín thì chưa thấy chim hay con gì ăn cái này. Em Vinh ấy đẹp thì quay lại thôi. Thì Vinh đi rừng đây thì Vinh cứ đụng cái gì đẹp thì Vinh chia sẻ lại cho cả nhà mình xem. Bây giờ thì Vinh cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian quý báu để xem clip của Vinh. Nếu cả nhà yêu quý Vinh thì đừng quên cho Vinh xin một like video và một đăng ký kênh để tạo động lực cho Vinh làm những clip mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau. Bye bye.